trong ký ức của mình thì món ăn của mẹ nó rất là gần gũi, nó rất là thân quen, giống như là với cái cuộc sống mà bộn bề như thế này á, thì mỗi khi mà được về với mẹ thì rất là vui, rất là xúc động. Cũng khoảng nửa năm rồi em chưa có về quê. 4 tháng em chưa về quê. Gần đó năm rồi em chưa về quê vậy. Mình cũng bận công việc ấy, mà cũng một phần là quê em cũng hơi xa, tận Cà Mau lận, thành ra cũng nhớ hương vị của mẹ nấu. Thì món mẹ nấu làm em nhớ nhất mà thích nhất thì chắc là thịt kho hột vịt. Em thường tìm những quán nấu những món đó nhưng em chưa tìm được. Gọi điện hỏi mẹ công thức làm nhưng mà thực ra là cũng không có thể nào mà ra được cái hương vị như là mẹ nấu. Có hơi ít quán mà em kiếm được cái hương vị của mẹ em nấu. Không có thời gian nấu thì để một vị nấu giùm cho. Mình tên là Lý Thu Thủy, năm nay 30 tuổi. Hiện tại thì mình đang kinh doanh đồ ăn đóng hộp Mộc Thị Food. Mình nấu từ những cái nguyên liệu thân thuộc và gần gũi cho nên mình chọn tên là Mộc Thị Food. Cửa hàng của mình thì mới hình thành đây thôi, cũng được vài tháng thôi. Nhưng mà trộm vía là cũng được mọi người yêu mến, ủng hộ. Mong muốn là mang đến những cái hương vị mà thân thuộc, rất là thân quen, như là bữa cơm của mẹ. Trong ký ức của mình thì món ăn của mẹ nó rất là gần gũi, chế biến những cái món ăn rất là kỳ công, rất là chăm chút. Và mình cũng muốn là mang đến những cái món ăn kỳ công chăm chút và gợi nhớ về nhà. Mình muốn truyền tải thông điệp đến mọi người là khi có thời gian thì hãy về với gia đình. Nếu như không có thời gian thì hãy đến với Mộc Vị Food để Mộc Vị Food sẽ mang cái hương vị gia đình đến với mọi người. Bên mình thì có 5 món là thịt kho rượu, chân giò hầm, bắp giò sấy mộc vị, sốt ớt thượng hạng và nõn đuôi sốt hoa tiêu. Cái món mà bên mình bán được nhiều người yêu mến là thịt kho rượu, chân giò hầm và nõn đuôi sốt hoa tiêu. Bởi vì cũng nắm bắt cái nhu cầu thị trường thì mình cũng ít thấy những cái nhà mà người ta nấu nõn đuôi hay là chân giò. Mình muốn làm một cái gì đó nó đặc biệt một tí, khó có thể tìm mua phổ biến rộng rãi ở ngoài. Đặc biệt ở bên nhà Mộc Vị thì những cái món ăn nó chế biến rất là kỳ công. Đó cũng là một cái điểm để giữ chân khách hàng. Bởi vì với cuộc sống hiện đại thì họ sẽ ít có thời gian để nấu, cho nên những cái món này thì mình có thể bán được dễ dàng hơn. Đối với món thịt kho rượu thì mình thấy mẹ làm, sau đó thì mình về mình phát triển cải tiến nó cho nó phù hợp với khẩu vị của đại đa số mọi người. Đối với món thịt kho là sau khi mình đã sơ chế thịt xong rồi, mình sẽ tẩm ướp từ khoảng 30 phút. Bếp mình kho, trong lúc kho thì mình cũng không có được sử dụng lửa lớn, mình phải để lửa riu để cho nó không có bị bọt, nước nó sẽ trong và khử mùi. Kho liên tục và hớt bọt liên tục. Sau đó mình sẽ chuyển qua nồi hầm, mình hầm trong khoảng 1 tiếng rưỡi, rồi mình sẽ chuyển ra nồi bếp ga để mình hầm tiếp tục trong khoảng 2 tiếng nữa thì mình mới có cái nồi thịt kho hoàn chỉnh. Nõn đuôi sốt hoa tiêu thì nó đỡ kỳ công hơn. Mình cũng có cái bước là làm sạch lòng, sơ chế. Mình cũng thui, đạo rửa nó, rồi mình để vào nồi.
mình cho nguyên liệu vào nấu trong khoảng 4 đến 5 tiếng thì mình mới có được cái thành phẩm. Lúc đầu á là mình chỉ nấu cho một cái căn bếp của gia đình thôi. Khi mà mình bắt đầu á thì mình phải nấu với cái số lượng lớn, mọi thứ á nó đều phải có quy trình rõ ràng, có công thức, nguồn nguyên liệu và vận chuyển đơn hàng. Lúc đầu thì cũng gặp nhiều khó khăn, mà mình thì lại đang chăm con nhỏ nữa. Đối với những người có con nhỏ thì họ sẽ biết là chăm con rất là cực. Nhưng mà mình thì mình vừa làm và vừa chăm con thì nó lại cực hơn rất là nhiều. Đôi lúc thì cũng cảm thấy là mệt mỏi quá, nhưng mà mình quyết tâm là mình phải thử sức mình ở lĩnh vực này. Bây giờ thì con nó còn nhỏ quá, mà mình đi làm lại thì để con cho bảo mẫu chăm cũng không có yên tâm. Chắc cũng tại hơi tham, vừa muốn có sự nghiệp mà vừa muốn có thời gian để chăm con, cho nên mình phải cố gắng. Mình cảm thấy tâm đắc với cái món ăn mà mình nấu ra. Mình cảm thấy cái món này, cái vị của nó rất là ngon. Nhưng khi mà nấu đến mọi người thì mọi người cũng rất là yêu thích và ủng hộ. Cho nên mình cũng có chút động lực để mình làm. Khi mà mình bán thì nhận được những cái phản hồi tích cực từ khách hàng thì mình cảm thấy rất là vui, rất là có động lực. Đồ ăn rất là ngon, rất là hợp với khẩu vị của mình, sẽ tiếp tục ủng hộ. Cũng có nhiều người nói là trời ơi, đồ ăn ngon quá, giống với hương vị của mẹ nấu quá. Một cái sản phẩm của mình đưa ra mà được nhiều người ủng hộ và đón nhận như vậy thì cảm thấy rất là vui. Và luôn mong muốn là sẽ gửi đến khách hàng những cái gì gọi là chỉnh chu nhất, hoàn thiện nhất từ hình thức cho đến chất lượng. Mong muốn là sẽ mở rộng và phát triển hơn để mang đến những cái món ăn gần gũi thân thuộc đến tay người tiêu dùng một cách dễ dàng hơn, để giới thiệu đến tất cả mọi người cũng như là bạn bè quốc tế, những người đang sinh sống và làm việc trên đất nước Việt Nam về món ăn truyền thống của Việt Nam. Chặng đường này chắc còn rất là nhiều khó khăn.